Điểm trường ở khu Kịt và khu Cao Hồng xã Lũng Cao nằm ở vùng cao, vùng xa nhất của huyện miền núi Bá Thước. 100% hộ dân nơi đây đều thuộc diện hộ nghèo nên cuộc sống của bà con dân tộc nơi đây đang còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Việc huy động người dân đóng góp mua sắm các trang thiết bị cho các trường học là điều không thể. Do đó các cháu đang phải học trong môi trường học tập tạm bợ, thiếu các trang thiết bị giáo dục. Nguồn nước sạch để sinh hoạt còn thiếu. Bà con nơi đây vẫn phải sử dụng nước khe, nước suối để ăn uống, tắm giặt. Vừa qua, Công đoàn báo Thanh Hóa phối hợp với huyện Bá Thước và nhà tài trợ đã tổ chức chương trình thiện nguyện đồng ấm, trao yêu thương tặng quà cho học sinh tại hai điểm trường mầm non, tiểu học khu Kịt và khu Cao Hong. Tại điểm trường khu Kịt, khu Cao Hong đoàn đã trao tặng các vật dụng thiết yếu trong nhu cầu giảng dạy cho điểm trường, như TV, loa kéo, máy lọc nước, cầu trượt, xích đu ngoài trời, chăn ấm, áo ấm. Ngoài ra, đoàn thiện nguyện còn trao hơn 50 suất quà Tết cho các thầy cô giáo, các em học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng núi nơi đây. Những phần quà đến với các em học sinh và người nghèo khu Kịt và khu Cao Hong, xã Lũng Cao là sự quan tâm hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Thuận, một người con Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Công đoàn báo Thanh Hóa, nhà tài trợ với mong muốn các em học sinh phấn đấu, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.